Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5, ngôi nhà nằm trong ngõ 119 Trung Kính, có địa chỉ tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa lan nhanh, khói đen bốc cao. Theo người dân chứng kiến vụ việc, ngôi nhà cho thuê có 5 tầng, tại tầng 1 có cửa hàng sửa chữa xe máy, xe đạp điện. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã điều động nhiều xe cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường. Tuy nhiên, do ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ rộng chưa tới 2m, cách xa mặt đường Trung Kính hơn 200m nên xe cứu hỏa không thể tiếp cận. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phải kéo đường ống dẫn nước từ đường Trung Kính vào hiện trường để chữa cháy. Tại hiện trường, có hơn 10 xe cứu thương của nhiều lực lượng ứng trực sẵn bên ngoài. Đến khoảng hơn 3 giờ sáng, ghi nhận tại hiện trường cho thấy lực lượng chức năng đã đưa nhiều nạn nhân ra bên ngoài bằng cáng. Tới 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cho biết, công tác cứu hộ cứu nạn đã thực hiện xong. Đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cũng cho biết thêm, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khắc phục hậu quả của vụ cháy. Theo đại diện Ủy ban nhân dân phường Trung Hòa cho biết, chưa thống kê được số lượng người tử vong. Hiện tại, công an đã phong tỏa khu vực phố Trung Kính để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.